nói về hoạt động của Tổng Thanh toán Thanh thiếu niên đó hiểu không? Thưa chú, thưa các chú các bác là có Tổng đoàn Thanh niên ngay từ ngày thành lập đã có một cái nội quy và trong đó nói rõ ràng là cái lập trường mục đích là đặt quyền lợi của quốc gia dân tộc lên trên hết, tranh đấu quyền lợi của quốc gia. Thì chính vì vậy mà các em này tuy nó còn trẻ nhưng mà nó có đề nghị của cháu là nó muốn gặp dân cử nghị sĩ, nó muốn biết về thể thức vận động chính trị. Các em vào Bộ Ngoại giao của cháu ngày hôm qua thì điều đó đã chứng tỏ là cái sự trưởng thành về cái tinh thần chính trị của các em. Cháu chỉ xin các chú các bác, cháu xin đại hội làm đủ mọi cách để hướng dẫn, để giúp đỡ, để khuyến khích cho các em, để các em tiến tới. Mời anh. Kính thưa toàn thể đại hội đồng, tôi là cựu sinh viên sĩ quan Nguyễn Văn Lâm, khóa 17. Xin có ý kiến về vấn đề tổng đoàn thanh thiếu niên này.